Đó, em thấy không? Đó, anh nói mà. Con cua này sao nó gì kỳ vậy? Hả? Sao con cua này nó gì kỳ vậy? Ừ, nó bự quá, nó gì kỳ ha. Bởi vì em nói cái tay của em là phải gì đó anh Đúng ơi. rồi, cái tay của em mà. Rồi, bắt đi, bắt, bỏ vô. Y nhất, y nhất. Ê nhật, ê nhật, ê nhật, ê nhật, ê nhật. Đó, thấy không? Xuống dưới đó Cái nè. lời này hôm qua anh đặt mà đâu phải tệ em. Đây, bò xuống, bò xuống. Em cua ơi, em cua Em ơi. cua ơi, bây giờ Đây. trở lại đây đi. À, lại Là đây em là được đi. Ở đây 4, nó cũng 4 đẹp ẻm quá. này được cả nhà. Được con cua y nhất nữa nha. Còn một ẻm kia nó bò tuốt đằng kia rồi. Bởi em nói với anh mà. Bây giờ Em không móc mồi thêm hả? không, ủa cái gì mà kỳ vậy ta? Móc mồi thêm, em lấy cái em gà cái cờ chỗ đất cho nó im im á, sợ nó lên cục chà Không, đó. ý là chắc cái phao nó còn dính. Ừ, móc mồi thêm em. Không, còn mồi ít quá để chừa mấy cái kia. Mấy cái kia đi anh này. Còn có ba cục mồi. Ừ. Còn cái nữa, còn cái xích này nữa. Vừa con hồi cái em đi dân lưới. Bơi tới đi, bơi tới cái này nè. Ừ. Chiếc vô như đây bán cua là Tay em mà sao thăm nó cũng dính hoài, cũng ngại được ngại ra với ai. đây Ngại ngại với có ai? tiền cà phê anh buổi sáng rồi đó. Ngại không? Dính hoài cũng ngại ngại với anh đó anh. Ngại dữ không đó. Ngại chứ. Rồi, cua gạch ơi, cua gạch chơi, cua gạch cho anh lấy le coi. Tình. Ui là Cua mèn gì gì đó. đâu mà dính con một chàng. Cái hàng cua bự quá mà. Em bơi lên trên đó em thăm cái lợi đó luôn. Đây rồi các bơi lại. Ừ, cũng được. Dính cua nó tằng háng vậy đó hả? Ngộ hay dính cua. Dính cua cái nó nhột nhột cần cổ vậy đó anh. Ừ, ngộ thiệt chứ. Thường thường không dính cua nó không có Không nhột dính hả? cua là ngồi im ghe à. Ừ. Dính cua cái cần cổ nó nhột 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 nhột. Ngộ ha. Rồi như vậy rồi em dính cua mỗi lần em dính cua rồi em nhột cổ vậy là cái tình trạng này bao lâu rồi Nó mới sáng giờ. em? Nó mới sáng giờ hả? À, cái này sao đây? Ô đầu này chết quá. À, cái lú này đặt hình như nó bị nghiêng. Chơi kỳ quá bạn Hiền ơi. Cái này không bao giờ dính ngộ thiệt. Ngộ ha. Thiệt chứ. Lờ không à. Thôi mà giả là không dính thì chịu không dính thì đổ thừa số phận chứ em ú. Kìa kìa nó bò lại vô anh kìa. Ừ. Đây, cái này sao đây? Ơi, cái này ê ê. Được con xuống nhỏ quá. Thôi đặt lại luôn đi cho nó ra luôn đi. Con nhỏ quá em ơi. Dính con bự con đỡ con mà dính con nhỏ. Em hết nhọc cổ chưa em? Hết rồi anh, chút xíu nó nhọc nữa. À, nên khi nào dính cua bự nó mới nhọc phải không? Cái đó mới im đó, cái đó đặt ngay ngay cục cỏ là đúng bài của ông cậu luôn đó. Cục cỏ đó không nên dính cua gạch đó anh. Cục cỏ đó hả? Ừ, mà nó cua gạch nó chưa có gạch em thả lại bữa nay chừng còn đó đó. Ừ. Anh. Cái gì? Con chim quá chứ bự kìa. Con chim đó hả? Ừ, thấy không? À, chỉnh cây ra con cồng cọc mà. Ừ, con đó nó mò tôm tài tình lắm. Con bay cái tới nữa kìa đó, hai vợ chồng nó lại đó. Ồ, hai con luôn rồi. Ồ, nó đậu đó hai con luôn. Đó, anh thấy nó bay bay không? Ừ. Mà con chim đó nó nhỏ hơn con đại bàng của anh em ơi. Đại bàng của anh là trời chúa. Ơi. Nhỏ hơn đại bàng chúa của anh. Từ từ từ. Ôi trời rồi rồi rồi. Cái này mới im nè. Đó, 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 đó. Em ơi, em. Làm dở lên cho anh làm duyên với anh cái ơi em. Ôi anh đuổi là anh đuổi con cua này. Đó, đây. Trời ơi. Con cua này cứng không? Cứng, nhìn cái màu là em biết cứng nè. Cứng để em coi cái được em mừng. Bữa nay xem người đẹp đi thăm lú hay ngước mặt lên nghe người đẹp thăm lời. Trời ơi. Làm duyên dữ ta. Cái bự là cái gì anh? Ô, ô, ô.
quá xa, quá xa. Cua này bự quá cả nhà ơi. Trời trời ơi, má ơi, nó kẹp vô giò em cái nè. Bỏ luôn cái giò. Bỏ luôn cái giò. Ồ, con nhất này quá xác khủng nha. À, quý, quý, quý cô chú anh chị mình xem. Nói trước nha, bữa nay về là em lấy tiền nghe. Hả? Em lấy tiền nghe hả? Em lấy tiền nghe. Ok em. Đọc cho anh đâu nghe. Rồi, tới chỗ im đặt lại nữa, chỗ này nè, chỗ nào nó im đó, em đặt. Em tính lại chính giữa kìa. Ừ, kệ đặt đây, đại đây cũng được, ngay chỗ im mà. Con cua gạch em nó đi đâu rồi trời? Hả? Con cua gạch em nó đi đâu rồi? Chắc nó vòng vòng đó đó. Trời, lựa chỗ đâu dữ ta. Không có gông anh, chưa đâu, nó còn nữa anh ơi. Còn nữa hả? Cái đó mới khởi đầu thôi phải không? Khởi đầu thôi, trời ơi, nó bò cái càng nó vinh lên kìa, đã thiệt chứ. Nó bò tuốt đằng kia hết con nữa. Là trời ơi con cua. Một bữa thấy là một cặp vậy đó em mới chịu. Một bữa mà đi vuông lên vuông mà nó dính cua bự gì đây quý cô chú anh chị. Nó dính khoảng cả chừng 3 con cua bự như vậy là mình thấy tiền không nha. Đây. Cua chừng y nhất chà bá lửa luôn. Đây thì mấy con cua nhất này thì nó nhỏ hơn con này mới khủng đây. Con này được con y tứ. Như con nó bò tuốt đằng vỏ đẳng phải không em? Nó nằm đâu đằng đuôi kìa. Trời, chơi bơi luồn vô cỏ đâu dữ vậy ta. Cho bá gông. Để có vũ đó nữa hả? Cái này mới im nè. Cái này mới im đúng rồi. Đúng không? Em lựa chỗ này đẹp quá mà. Người đẹp làm cái gì coi cũng đẹp chứ ta. Ngộ em. Người ta đẹp là phải làm gì cũng đẹp đi. Ừ. Chống lỏng anh ơi. Sao dở khoe anh coi ơi, không dính luôn hả? Ờ không dính. Không dính thì em đặt lại đi. Em quá mà không dính. Em ê ê cái giò. Ừ dạ, không sao. Đây, đây. Tới, ồ, bắt đầu gió lên tới cái lú rồi phải không? Hả? Tới cây đó cái lú rồi em đặt rồi phải không? Em đặt hên nha. Anh biết sao không? Tại em có ha, em đi đặt là có anh theo hay gì á. Hên phải không? Hên chứ không em đặt không có dính anh. Có cái em đi có anh nó mới hên chứ. Có cua nhỏ không mà bữa nay sao vô cua bự. Ừ. Cái này kiếm con ăn cua gạch thôi. Cua gạch coi. Trống lỏng. Trống được không? Đó. Em ơi, vậy mà em nói trống hả em? Em dở lên nghe em. Em dở cây con đó ba lớn nghe em. Ôi, đây. Con này nó cũng bự nè anh. Ừ. Đã quá. Đã không? Đã quá. Anh đã nãy giờ chứ mới đã rồi đâu em. Anh đã nãy giờ luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trúng mánh này. Trời ơi, mời anh đi với ai? Hả? Mời anh đi thăm với ai? Chắc ăn rồi với em rồi. Trời ơi, em xình không nữa mà không hay nữa nè. Mà vậy mà còn đẹp nữa đó hả? Vậy mà còn đẹp nữa là đó. Em xinh, em dính xình, em cũng vẫn xinh hay gì? Nè. Ôi, con này. Con này cứng không? Chưa có coi. Ồ, cái màu này thì cứng rồi. Oh yeah. Đây, được con này nữa. Đã quá chàng đã luôn. Dữ không? Hả? Đã dữ không? Đây nó vừa đây nó ém đèn con này của cô chú anh chị. Còn con này nó nằm ở đây nè. Qua đây uống cái. Nó me cái giò em nãy giờ đây. Còn con nó bò đằng kia phải không em? Còn con sau lưng anh đó. Bò lại sau lưng anh đó. Đầu này còn không có rồi. Chưa, còn khúc chót nó dở lên. Dơi bời, chậm, nó vô có một đầu này. Hả? Dơi bời gì nó dính. Vô con đầu mở mà. Con hả nè. Con hả? Con nữa đã ha. Ờ. Vậy thôi mình đặt lại đi. Kệ nó không dính cơ mà nó dính cái lợ. Ê cái lú vậy hai con cua. Cứ cái dính con này nhất hoài vậy cũng được. Anh chỉ biết mơ ước bấy nhiêu thôi em. À, cũng ngon. Ngon không? Ngon. Mình còn tới 2, 4. 4 cái lờ nữa là 4 con y nhất nữa. Ừ.
bốn cái lờ là bốn con nhất ha. Bơm cái lờ bốn con nhất. Này mình bơi xiết vô để cho kịp lấy cua nó lại em ơi. Bơi thắng thối vô. Hả? Để bơi thắng thối vô coi. Bơi thắng thối luôn hả? Thắng thối luôn coi. Ờ gán đi hồi cho nó ra khối luôn. Rồi mà nó khối nó lên ngụm 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 rồi anh nhớ anh múc nước anh tát nha. Ừ. Đang hơi cháy luôn vỏ. Ừ. Để anh cố gắng. Chơi được luôn. Chơi. Ba cỏ này lên giờ tốt hết biết nè. Có gì mà tốt bằng cỏ anh. Lên xanh luôn chàng. Rồi lái cua như nó qua, tiếng mấy nó qua gì đó em. Không, cỏ này tới 8 giờ mấy nó mới đi. Dạ. À, gấp tốt nè. Không, cái tiếng mấy đó, tiếng mấy giống lái cua qua đó. Không cây nó dễ. Cây cái này thế nào đây? Đúng rồi, em ơi. Kỳ vậy trời. Kỳ vậy trời hả? Kỳ dữ luôn, kỳ. Chính là nó còn cục bò vậy nè, thấy cái nãy giờ em còn nhột nhột còn cỏ không em? Cỏ em nãy giờ em quên nhột. Nó quên nhột ha. Ủa, con đó thì khủng rồi. Trời em giờ mới màu đó là anh biết rồi. Mình là dân Cà Mau mà em. Hốt luôn hả? Hốt. Cua cỡ này đây mà không hốt hốt cua nào bây giờ. Xuống xuống. Xuống em ơi. Nhột nhột bây giờ mình chơi trở đầu ngược lại đi. Đây một con duy nhất nữa đây quý cô chú anh chị. Nằm im muốn chết luôn à. Nằm im quá mà không vô đi đâu bây giờ hả? Đây. Em vô là bắt đầu em sẽ đi kiếm mồi. Anh thấy bao nhiêu đây là anh ấm áp mùa xuân dữ rồi đó em. Em ấm chứ anh ấm đâu anh. Ờ ý là em nói em lấy tiền như vậy. Trời nhìn cái tướng em bơi nhìn thấy quay quá ta. Em mà lúc nào thì bơi nó cũng vậy đó anh. Lúc nào em cũng vẫn vậy hả? Lúc nào cũng vẫn vậy á. Đây thì bữa nay thì hai vợ chồng em cũng may mắn cũng được trúng mánh nha cả nhà. À, được cũng bấy nhiêu cua đó cũng mừng lắm nha. À, còn mấy cái lờ nữa em quay cho cô chú anh chị mình xem nha. À, sắp tới cái lờ em dở luôn đi em. Đây dở luôn đi. Dính trời không? Ơi sao mà kỳ vậy anh? Dính nữa vậy? Chà bá nợ anh luôn anh ơi, là anh ơi. Đâu anh em ơi, được. Anh ơi, em được à? Lòng đó. Em đang chơi vơi. Lòng em đang chơi vơi hả? Trời ơi con cua. Giờ để em chuyển cái mega về phía sau quay cho cô chú anh chị mình xem. Cua này nuôi lại đi anh ơi. Đây cái này. Đây. Còn miếng mồi nè. Cô chú anh chị mình xem nè. Con cua này mới khủng lên đây. Đây. Ui. Ơi em cua ơi là em cua. Con nhầm con nó dính là cục mồi coi tên nè. Cua này nó đưa càng lên nó nguỳnh lên anh nè em. Nó nguỳnh lên đó, nó thách anh bắt nó đó. Nó nghìn với anh nè. Nó thách anh bắt đó. Nó thách anh à. Chứ nó thách anh thì không sao chứ thách em nó xăm mình với em nữa à. Nó thách em là nó vô vỏ. Nó vô vỏ hả? Vô vỏ đó nè ông ơi. Kìa anh coi càng đó kìa. Cái đuôi chuột coi. Tới cái đuôi chuột hả? Cái đuôi chuột này cay. Có cái nào đuôi mèo không? Không. Trời ơi. Cái này cứ có cua không đây? Bạn Hiền ơi. Bạn Hiền ơi. Đuôi chuột ơi. Đây. Tới cái đuôi chuột này đây. Cái đuôi chuột này đây. Chuột này chừng có tôm á anh. Ừ, một con cua gạch thôi cũng được. Một con cua gạch. Cua gạch. Nó phiêu nổi lên rồi nè. Chưa chát. Không có cua, nó phải có cua là nó chìm xuống rồi. Có thấy không? Trời ơi. Còn hôm kia nữa anh chị em. Em nè, anh thăm qua. Ồ, đúng là kinh nghiệm quá ta. Thấy không? Anh thấy em không? Thấy, anh thấy em rồi. Nó có cua là nó phải chìm cái đít xuống rồi. Ừ. Này nó không có dính cua nên nó phịch cái đít nó lên. Nó phịch cái đít nó lên hả? Giờ em hy vọng là còn 2 cái lờ nữa rồi. Giờ mình đặt lại đi. Cho em bơi tới cho em hy vọng luôn. Rồi, đặt lại đó. 2 cái nữa. Em nói còn 2 cái lờ nữa hả? 2 cái lờ. Cái bông này giống em đẹp sợ anh. Đẹp nha. Đẹp sợ. Mà nó đẹp gì mà còn không lợi em đó chứ. Nó có mùi sưng đó, nó xanh xanh, nó có mùi sưng. Nó có mùi sưng nó mới đẹp chứ nó có mùi sẹp rồi nó rồi vậy đó. Dạ, nó là mùi sẹp rồi nó sẹp rồi đó. Ờ. Nó có mùi sưng nó nở hoa. Ủa
đâu rồi? Ừ, em cứ bơi tới đi, những chút nữa mới tới. Trời đánh sẵn nó đè lên. Lên lên, đâu rồi? Đâu rồi đây? Anh đừng thọt lai vô tầm 7 nha. Hả? Em đang hên nha, anh đừng thọt lai vô tầm 7 nha. Trời ơi. Đang hên. Ê ê ê ê. Đã quá. Ồ, đã quá quá, trời đã luôn em ơi. Đã luôn anh ơi. Nè, anh thấy gì chưa? Anh thấy gì chưa? Ê bữa nào em chỉ anh lại cái bí quyết để anh đặt cua cho nó sát cua em. Em phải bơi á, em kiếm chỗ không gông em đặt nữa. Phải kiếm chỗ không gông phải không? Đầu tiên là phải kiếm chỗ không gông phải không? Ồ đây. Ý, đã quá, đã quá. Đã quá, đã quá. Em phải kiếm chỗ không gông á. Ừ. Kiếm chỗ gông là đặt nó đâu có dính. Vậy đó hả? Ừ, nó cắn đứt nữa nè anh. Đứt nhưng mà nó... Mặt hay mặt lưới thì để đại đi đâu sao? Ừ. Cái nữa, con nữa coi. Còn cái nữa ha. Đây phía trước này còn một cái lờ này nữa là xong đây quý cô chú anh chị. Cái cuối cùng này xem coi có may mắn không nha. Đây. Đây nào đây. Anh dở được không? Ôi tay anh, em đang hên để em dở, anh đừng có thọt tầm 7. Phải để em mới được phải không? Để em mới được. Em đang hên. Để cho em đang hên đi, em gà tay đi. Đây đây. Cho chơi cục mồi con trai bá. Ồ, cái đứa đựng con nhỏ. Cái này con cua nhỏ em. Cua nhỏ thả lại đi em ơi. Cua nhỏ mà nó có kèn. Thả lại đi. Rồi em móc mồi em đặt lại cái đó đi. Giờ em quay cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả hai chồng em đi lên vuông thu hoạch buổi sáng nha. Đầu tiên thì anh cho cô chú mình xem cái tôm thì chỉ có bấy nhiêu đây nha. Đây, được con duy nhất nha. Cái này thì kêu bằng con tôm sú đây quý cô chú anh chị. Rồi tiếp tục em quay cho cô chú anh chị mình xem cua. Đây. Được bấy nhiêu cua đây quý cô chú anh chị. Ừ, con y nhất này nó huynh cạn lên. Còn đằng này nữa nha. Đây. Nhìn thấy rất là mê luôn nha. Tuốt bên kia nữa. Giờ hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình xem tới đây nha. Vợ chồng em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi. Giờ vợ chồng em cùng hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video sau nha. Em hẹn gặp lại cả nhà.